Xin chào bạn, tôi Tú Phan đang dẫn các bạn trên trang web là phankimtu.com. Thì đây chúng ta sẽ tiếp tục về cái phần mà học về vẽ cơ thể người ha bạn. Thì trong cái file mà tôi tải lên phía dưới cái video á, trong cái video số 1 trong danh sách phát đầu tiên các bạn, video số 1 á, thì nó sẽ có hai thư mục ha. Một thư mục là tôi hướng dẫn các bạn rồi, thế này là thư mục thứ hai. Thì đây là cái phần hướng dẫn về cái phần mà vẽ nhân vật của một cái anh ở nước ngoài ha bạn. Thì nó rất là đầy đủ ha, rất là chi tiết, mọi điều nó bằng tiếng Anh. Thì không sao, các bạn nhìn cái hình ảnh thì các bạn cũng hiểu được cái nội dung rồi. Thì ở đây tôi trong cái thư mục đó như có sáu mấy, sáu mươi hai, sáu mươi ba cái bức hình đó. Thì bạn thấy trên màn hình ha, như thế này nè. Thì anh vẽ từ em bé nè, rồi cậu bé trai nè, rồi cái người mập nè, người ốm nè, rồi cái này là người lực sĩ nè, muscle nè, người cơ bắp nè, vị anh hùng nè, người nam nữ nè, bạn thấy chưa. Đây xuống đây là những cái nhân vật đặc biệt khác, như là các con chim, con chó, robot rồi nè ha, cái nhân vật đặc biệt. Rồi đây là cái file đầu tiên ha, cái bức hình đầu tiên thôi. Đầu tiên rồi, rồi tiếp tục tới cái tiếp theo. Tiếp theo cái này là trong đó nó có để theo thứ tự luôn, bạn nhìn cái tên file để theo thứ tự luôn bạn. Ví dụ như đây là 1.1 nè, nó rồi tiếp tục tới 1.2 đó bạn. Kết thúc mỗi chương thì nó sẽ qua tới phần chương tiếp theo ha, chương 2, chương 3, chương 4, chương 5, như là chương 5, chương 6 gì đó. Tới chương 5 là hết ha. Rồi, thì đầu tiên là cái này là 1.1 giới thiệu cho bạn biết là chúng ta sẽ vẽ những nhân vật này như thế này thôi. Tiếp theo là 1.1 nè, hướng dẫn nè bạn. Thì bởi vì tôi mới để cái file này ở phía sau á, hướng dẫn các bạn những cái file kia trước ha, tại những cái kia nó dễ hơn cho bạn hiểu cái tính chất cái việc mà chúng ta chia tỷ lệ người như thế nào á, vẽ người như thế nào. Rồi sau đó tới cái phần này á, thì tôi mới lấy cái tài liệu của anh nước ngoài hướng dẫn các bạn, nó đầy đủ hơn. Nhưng mà do nó bằng tiếng Anh nên các bạn hơi khó hiểu tí ha, bạn phải có kiến thức cơ bản ban đầu. Rồi thì đầu tiên thì bạn sẽ nhìn thấy là cái chúng ta sẽ vẽ dựa trên cái trên những cái phần hình học rồi ha, những hình học cơ bản thôi. Mà những bạn nào nếu có kiến thức về vẽ 3D thì các bạn sẽ có lợi thế hơn. Nhưng mà thật ra khi mà bạn vẽ rồi và gặp những cái phần mềm 3D rồi thì bạn sẽ ngược lại, bạn đã thấy là vẽ 3D nó thật ra nó còn dễ hơn chúng ta vẽ bằng các phần mềm 2D đó bạn. Tại vì các phần mềm 2D thì mỗi lần các bạn đổi một cái cảnh quay khác hay là một cái hướng khác á, thì bạn phải vẽ lại cái nhân vật chúng ta, nó mất thời gian lắm. Trong khi các bạn mà dựng chỉ dựng một lần cái mẫu mô đô 3D, các bạn sử dụng cái phần mềm dựng 3D như là Cinema 4D, Xerox ha, hoặc là Maya 3D Max gì đó. Nhưng mà hầu như chúng ta sử dụng nhân vật thì chúng ta sử dụng Xerox, còn kiến trúc nữa thì nội thất nữa thì bạn sẽ sử dụng 3D Max. Rồi thì bạn chỉ dần dựng một lần thôi, còn mấy lần sau thì các bạn chỉ cần thay đổi cái góc nhìn của camera với ánh sáng thôi bạn. Nó không mất thời gian nhất, trong một vài giây thôi là bạn được một cái góc khác rồi, đối với việc mà bạn dựng mẫu bằng 3D á. Rồi nên thật ra tôi thấy, theo cá nhân đánh giá thấy là nếu mà chúng ta biết vẽ 3D rồi thì chúng ta làm vẽ nhanh hơn nữa, làm hoạt hình nó còn nhanh hơn 2D nữa. Ok ha. Thì đây chúng ta sẽ hình dung là đây là những cái mẫu mô hình 3D thôi, từ những cái hình học 3D cơ bản này, như hình này phải hình tròn, hình cầu ha, hình cầu 3D, hình cầu này là hình hộp, nó thấy chưa. Trong cái môi trường 3D chúng ta thì đây là cái bình thường ta vẽ gì mình chỉ biết được đây là cái hình tròn thôi đúng không, nhưng mà có cầu chúng ta thì phải có theo 20 nữa, 30 x, y, z. Còn đây là hình hộp chúng ta, là bạn thấy chưa, hình hộp bình thường bạn vẽ gì bạn chỉ biết đây nó là một cái hình vuông thôi đúng không. Khi gì chúng ta sẽ ra được một cái hình hộp, đây là cái hình trụ ha. Rồi còn đây chúng ta hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta xoắn cái hộp nè. Đó, đây là một cái cơ thể người 3D mà chỉ từ việc mà chúng ta ghép những cái khối cơ bản thôi, hình trụ, hình khối cầu, rồi hình trụ, rồi hình hộp nhau được như thế này. Nó thấy dễ ha, đâu gì đâu. Rồi tiếp theo thì mình sẽ nhìn cái phần bên đây nè, bên cạnh nè bạn, bên cạnh đây thì cái này cho chúng ta biết là cái nhân vật chúng ta theo phương dọc hay là theo phương ngang ha. Thì theo phương dọc thì bạn cứ cơ thể người á, thì đây hướng dẫn ta một phần là ta vẽ, cứ vẽ ra ba hình tròn, ba cơ bản gần như hình tròn á. Đây là cái phần cơ ngực nè bạn ha, đây là cái phần mà cơ bụng nè, cái chỗ mà thon nhất chúng ta, phần eo á. Rồi dòng 2 á, những bạn nữ rồi dòng 2 á, còn đây là cái phần dòng 3 chúng ta nè ha. Nó cái phần mông. Đó. Đây là ngực, cái thằng là bụng là cái phần mông ha, xuống đây là hai cái chân ta. Đó. Cho bạn hình dung trước cái sơ sơ về cái tổng quát tính chất vấn đề đi. Còn đây là cái việc chia tỷ lệ á, chia tỷ lệ này nó hay nè. Cái việc chia tỷ lệ thì thực ra tôi cũng nói bạn ở những cái video đầu rồi, thì thực ra có nhiều cách chia tỷ lệ lắm bạn. Ở đây là một cái cách khác nè. Video đầu như tôi hướng dẫn các bạn là hai cách chia đúng không? Hai cách chia tỷ lệ rồi. Thì đây có cái cách tương tự như cái cách số 2 ta nè. Chúng ta sẽ chia cái người này ra làm 4 phần rưỡi ha.
cái đầu là lúc nào cũng vậy, cái đầu là một phần nè, một hình tròn, rồi từ cái đầu xuống tới cái phần này là cái phần ngực các bạn, ngang cái phần ngực nè, thì nó sẽ là hai ha. Còn cái phần thứ ba này lúc nào cũng là ngang cái khớp háng chúng ta ha, khớp háng ta. Còn hai cái dưới thì nó là cái phần chân rồi. Thường cái phần này là sẽ, nếu đúng tỷ lệ là cái này là sẽ ngang cái khớp gối. Còn xuống dưới đây thì một cái dòng nữa là mới là cái khớp chân ở dưới đây ha. Đó. Tại vì đây có thể là nó vẽ theo cái dạng nhân vật hoạt hình đó. Đây là cái người lớn, còn đây là cái em bé nè ha. Đó. Ok. Chúng ta sẽ tới cái tiếp theo đi. Cái 1.2 này bạn thấy không? Cái nối mỗi bức ảnh nó đều có cái tính năng mà cái công dụng của cái bức ảnh đó nè. 1.1 là construction là hướng dẫn nè. 1.2 là cái phần thuộc tính cái vẽ nè bạn. Thì khi vẽ thì tôi nói với bạn rồi ha, như các video tôi cũng nói rồi, khi vẽ ta phải vẽ ra được cái hình dáng là một cái đường như thế này, cái đường như thế này nè bạn. Đó, thì ban đầu chúng ta sẽ dựa vô cái hình này nè, giống như ta nhìn trước cái hình nhân vật này nè bạn, ta nhìn như thế này chúng ta biết được là nhân vật chúng ta là cái như thế này, là cái đầu tròn, sau đó là cái tư thế cong, sau đó là dựng đứng xuống nè, đây nè, cái đầu tròn rồi dựng đứng xuống cong. Đó, bạn thấy không? Chúng ta phải hình dung được cái cái hình dáng đứng của đối tượng trước, chúng ta vẽ những cái đường thẳng thôi, rồi sau đó chúng ta sẽ thêm những cái cơ quan khác thành cái đối tượng hình que ha, nhân vật que, rồi sau đó chúng ta sẽ thêm cái phần da, phần cơ, cuối cùng là chúng ta sẽ thêm cái quần áo. Đó, thì sau khi bạn thấy không, nó hướng dẫn rất từng bước nè. Đầu tiên là chúng ta sẽ có cái phần đầu chúng ta, rồi cái phần dán theo cái này, rồi sau đó là nó sẽ thêm cái cổ, thêm cái thân, sau đó là nó sẽ thêm cái phần tay như thế nào, tay như thế nào, rồi sau đó là thêm cái chân ha, chân trái, chân phải. Ok, bạn phải làm như vậy, bạn làm như vậy bạn thấy nó dễ lắm. Thì không nhất thiết chúng ta phải sử dụng cái bản vẽ qua cơm gì đâu, ta cứ dùng cái tờ giấy trắng với cái giấy chì, bạn vẽ theo những cái bước này là thành công rồi. Rồi, rồi sau đó là tiếp theo là bạn sẽ tự vẽ những cái tư thế đây, giống như một cái bài luyện tập cho bạn á. Bạn tự vẽ như giống như tôi ha, tôi tự vẽ cho bạn xem, ví dụ như bạn có thể nhìn vô đây nè, bạn sẽ đoán cho tôi được cái tư thế như thế nào. Đó, rồi tôi sẽ vẽ thử chơi cho bạn xem nè. Tôi đang dùng chuột ha, để tôi đang dùng chuột như thế này. Nó thấy chưa, đây được cái gì, một cái dáng rồi, con người là cong ha, giống như là đang ương làm gì đó. Còn cái này là hướng như này. Ok, còn anh này là đang nghiêng sao để chuẩn bị ném một cái đồ gì đó. Còn anh này là cái tư thế là đang dò đầu, đang kiếm một cái gì đó hay khòm xuống làm một cái chuyện gì đó. Còn anh này là đang té hay là nằm giỡn gì với nó như thế này. Ok ha, bạn cứ xác định cái hướng của cái theo cái xương sống chúng ta bạn, đó là một cái mẹo ha. Cứ hướng theo cái xương sống chúng ta ra được cái tư thế người, rồi sau đó bạn sẽ thêm những cái tứ chi sao, hay thêm hai tay hai chân sao, thấy chưa, rất là dễ, nó có định hướng hết á. Dường như anh này đang rớt rồi, nó đang nhìn xuống dưới nè bạn. Rồi bạn cứ vẽ thêm đi bạn, cái này cũng dễ lắm. Bạn vẽ cái phần hình tròn làm cái đầu của bạn, rồi sau đó bạn vẽ cái tư thế đây ha, tư thế là cái tư thế chuẩn trước nè, rồi sau đó chúng ta mới thể thêm cái phần tay, phần chân sao đó. Thì thông thường những bạn nào mới chưa có hình dung được cái tư thế như thế nào thì trước khi bạn vẽ cái gì thì bạn cứ hình dung là bạn đang làm một cái hành động đó ha. Bạn nghĩ là chúng ta cứ đi ra cái chỗ trống, ta tự làm hành động thôi. Ví dụ như chúng ta chuẩn bị nhảy gì đó thì bạn ra cái chỗ trống đó, bạn thử nhúng người xuống, sau đó bạn nhảy lên ha. Đó, bạn cứ vừa khi bạn vừa làm thì bạn ghi nhớ trong đầu những cái thao tác đó là tự động các bạn vẽ được à, bạn làm theo trang là vẽ được à. Rồi nó rồi bạn tự vẽ thêm những cái này ha. Rồi ta sẽ tới cái hình kế bên đi. Sau khi bạn vẽ được cái phần xương sống ta rồi, cái đầu với xương sống rồi, bạn thêm hai tay hai chân nữa là xong, dễ thôi. Với điều kiện là các bạn phải thuộc lòng được cái tỷ lệ giữa cái tay chân như thế nào ha. Thì bởi vì tôi mới cố tình là để hướng dẫn các bạn cái những video đầu là video về vẽ tay chân tỷ lệ như thế nào đó. Rồi bạn chúng ta mới tới được cái phần hình vẽ của cái anh nước ngoài này ha. Đây cái file bằng tiếng Anh này. Rồi sau khi bạn xem từ đầu đến giờ thì bạn thấy những cái này nó dễ rồi đúng không, đâu có gì đâu khó. Bạn biết được cái quy luật, cái cách vẽ rồi thì bạn thấy nó dễ thôi. Sau khi bạn vẽ được cái phần xương sống đó rồi, bạn đắp cái phần da lên, đắp lên cái phần cơ lên ha, cơ với da lên đó. Đây thuộc tính của vẽ ha. Đây là nó nói về cái phần xoắn gì đây. Tư thế ha, vậy bạn cái này nói chung là bạn cứ nhìn theo cái tư thế thôi.
Rồi bạn xem thêm những cái tư thế này bạn ha, tự bạn xem thêm này nó dễ rồi, bạn biết cái hướng xem rồi. Thì dễ cái đầu với cái xương sống là được rồi. Sau chúng ta sẽ kết nối thêm cái phần tay chân. Thì tùy theo cái tôi quên nói các bạn đó, thì theo cái hình dáng đứng đó, thì nó sẽ ra được cái tâm trạng của cái nhân vật chúng ta bạn. Thì theo cái tư dáng cái tư thế nó đứng đó. Thì nếu bạn nào mà chưa quen đó, thì chúng ta cứ hình dung giống như cái nhân vật này là ta đi bạn ha. Như chúng ta đang buồn nè thì cái đầu chúng ta sẽ khòm xuống và cái con mắt chúng ta đang hướng xuống dưới đây nè bạn. Thấy chưa? Hai mắt này đang nhìn xuống đất nè. Và cái người chúng ta sẽ u rũ là sẽ có đường cong như thế này. Đó. Ha, anh này đang chống nạnh nè, đó. Còn anh này đang tư thế chuẩn bị đánh người khác nè, nghĩa là thuộc cái tư thế mà thủ tấn các bạn, nghĩa là cái chân phải là nó sẽ đưa ra trước cho chân trụ ha, chân trái sẽ kéo giãn ra hai tay như thế này. Đó, bạn cứ vẽ hình người que trước đi, sau đó bạn sẽ đắp thêm cái phần da, cái phần cơ rất là đơn giản thôi. Rồi, mình sẽ tự thôi thêm những cái tư thế này nó có sẵn rồi, chúng ta nhìn hình chúng ta biết rồi, không cần tiếng Anh ha, không cần nhìn cái thông tin tiếng Anh em được. Người đi nè, người chạy nè, nó người này chuẩn bị xúc đá banh nè, đó, cái người đá banh này hay nè. Giống như bạn sẽ cái hình người vòng tròn này, sau đó bạn là cái người đá banh này sẽ đứng tư thế như này, đó. Rồi một chân co ra phía sau để lấy cái tư thế đá, một chân đưa ra phía trước, đó, vậy rất là dễ. Hai tay ra, chân này tay kia, tay này nếu chân phải thì kéo ra sau, chân phải kéo ra sau thì cái tay này nó sẽ là đưa ra phía trước như này. Tay này đưa, cái chân kia ra, nghe chưa? Ok ha. Rồi bạn nhìn hình thì bạn tự vẽ cái hình que ra đi. À, là bạn hình dung ra được rồi. Rồi ta kết thúc video này, bạn qua video sau tôi nói thêm đi. Nói một video nó dài lắm. Video sau nói tiếp tới phần thumbnail này là gì. À, tôi là Tú Phan, đang dẫn các bạn trên trang web là phankimtu.com. Hẹn gặp lại các bạn.